Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa máy Nokia 105 một SIM sạc không vào. Ở đây mình cắm sạc vô nó không có báo gì hết, không báo tín hiệu sạc luôn ha. Thế thì mình kiểm tra cái này nó có khả năng hư cái gì. Thứ nhất á, mình phải kiểm tra cái chân sạc này nè, coi nó có bị dơ, bị oxy hóa ra ten hay bị gãy chân hay không. Ở đây mình có cái model của nó là TA1010 ha. Rất nhiều trường hợp các bạn cắm sạc vô đây nè, lắc á, nó gãy chân, xúc chân trên chỗ sạc ở đây, hoặc là nó bị oxy hóa ra ten á, khi mình cắm chắc sạc vô tiếp xúc không tốt thì tất nhiên là không có điện áp ngỏ ra khi mình đo DC của chỗ pin này. Mình phải mở bo ra mình kiểm tra. Thì từ cái giắc sạc này á, nó sẽ đi vô IC sạc. Một số IC sạc á, nó sẽ được tích hợp bên trong IC nguồn hoặc bên trong CPU. Những cái máy đời cũ á, thì nó sẽ có con IC sạc nằm rời bên ngoài. Đây mình tiến hành mình tháo cái manbo ra trước kiểm tra coi cái chân sạc. Nói chung cách sửa sạc này nó cũng dễ, nó không khó. Mình nắm bắt được cái nguyên lý của nó, mình sửa nó ra. Đây là cái manbo. Mình nhìn quan sát cái chân sạc trước. Khi mình cắm cái jack DC này vô á, mình phải đo cái điện áp hai cái chân. Đây là cổng micro USB, mình đo hai điện áp chân bìa ở đây. Nó phải ra là 5V DC. Ở đây mình dùng cái đồng hồ, mình chuyển cái thang đo 20V ha. Mình đo. Thì ví dụ bất cứ các bạn sửa những cái máy cùi bắp như thế này, hoặc là các bạn sửa smartphone dòng Android hoặc là iPhone đó, thì từ cái cổng sạc nó đi vô cái chân sạc của mình đó, hay là cáp sạc cũng vậy, nó phải ra cái điện áp khoảng 5V DC. Như ở đây nè, mình đo là không có thấy xuất hiện 5V DC. Một số trường hợp á, nó sẽ bị chập cái con tụ ở đây, hoặc là nó chập IC sạc. Thì mình thử đo thông mạch trước, coi nó có bị chập cái ngõ sạc này không. Mình quan sát ở đây nè, sẽ có một con tụ nhỏ nhỏ. Mình thử đo cái chân hai chân bìa ở đây coi nó có bị chập hay không ha. Như vậy cái con tụ này không bị chập. Trường hợp này á, các bạn chỉ cần xác định là nó hư cái giắc sạc này thôi. Còn những cái trường hợp mà nó hư IC sạc á, thì mình sẽ nói trong các video sau ha. Thì trong trường hợp này mình đã xác định nhanh được cái con này hư không sạc được là do cái chân sạc, thì mình sẽ cần tiến hành mình thay chân sạc này thôi. Nếu mà các bạn có một cái chân sạc chuẩn bị sẵn thì các bạn thay ha. Còn ở đây mình không có thì mình lấy tận dụng lại những cái bộ sạc như thế này. Chân sạc của nó yêu cầu là nó phải tương đương
với cái chân sạc cũ khi mình thay thế. Lấy từ cái một cái bo sát ra rồi để mình sàn cái chân sạc qua. Thì đối với Nokia hoặc là nhiều cái máy đời khác á, thì cái chân sạc của nó nhiều được thiết kế khác nhau ha. Yêu cầu ở đây á, thì mình thay chân sạc á, nó phải cùng loại với cái chân sạc cũ của nó mình. Đây là cái bo sát của nó bể màn hình công bo, thì mình sẽ tận dụng lại, mình lấy cái chân sạc của cái máy này mình thay vô cho cái con Nokia 105 một sim, nó bị hư chân sạc. Máy này thuộc loại máy rớt, máy va đập, bay siêu. Đây là cái loa nó đứt lên luôn. Ở đây con CPU nè, nó bị gãy luôn, bo cong. Đây là cái chân sạc của nó. Mình cũng tiến hành, mình cắm cái chân sạc và mình đo cái điện áp hai chân bìa. Phòng cái trường hợp mà cái chân sạc đó, nó cũng bị hư ha. Thì mình nói chung mình thay cái gì á hay mà tận dụng lại mình phải kiểm tra kỹ. Que đen kẹp mát ha, que đỏ là thì các bạn chích vô cái chân bìa. Đó, ở đây hôm nay mình đã thấy xuất hiện điện áp 5V. Đó, 5V. Thì đây là cái chân sạc của mình, là chân sạc tốt ha. Thì mình sẽ lấy cái chân sạc này mình thay vô cho cái chân sạc của máy hư. Để tránh mà lấy cái chân sạc bị quéo á, thì mình lấy cái miếng chén phím này ra. Đó, mình lấy một cái lưỡi lam ha, mình lột cái chén phím ra để trong quá trình mà mình khò hàng mình lấy ra nó không bị quéo cái chén phím này, thì những chén phím này mình có thể mình tận dụng lại được khi mà sửa chữa các máy bị liệt phím hoặc biếu phím không ăn. Đây là vị trí mình cần lấy cái chân sạc hoặc jack sạc ra. Ở đây mình tiến hành mình dùng cái máy khò mình khò. Các bạn cho mình một ít cái mỡ hàng hoặc là nhựa thông ha, bỏ đây. Rồi, mình sẽ dùng máy khò, mình tiến hành mình khò ngược để lấy cái chân sạc này ra. Mình bật cái máy khò lên, rồi mình khò phía dưới này, lắc đều tay để cho cái chân sạc này á nó nóng lên, đồng thời chì bên dưới nó chảy ra. Nói chung cái cách này làm cũng dễ ha. Trường hợp mà các bạn mà không có cái máy bo sát này á, thì mình ra ngoài tiệm á, mua được cái chân sạc cùng loại mình thay vô nó nhanh hơn. Đây, đây là cái chân sạc mình mới lấy ra. Mình sẽ thay vô cho cái máy 105 này.
bị hư chân sạc ha. Ở đây á, đối với vị trí này thì lấy chân sạc ra khá dễ ha. Đây mình tách cái màn hình ra. Rồi mình dùng băng keo, có thể các bạn dùng băng keo các bạn cố định lại để cho nó đỡ xúc ra, tại vì cái cáp màn hình này á, nó hay bị lắc qua lắc lại là đứt cáp ha, là màn hình nó sẽ không hiển thị. Nên mình muốn an toàn á, thì mình lấy băng keo giấy á, mình cột, mình dán lại. Để trong quá trình mà mình thao tác á, thì cái màn hình nó không bị di chuyển, nó không bị xúc xích. Mình làm tương tự, mình sẽ cho một ít mỡ hàn hoặc nhựa thông vô cái chân sạc này, rồi mới tiến hành mình khò ngược, mình thay ra. Thì những bạn nào mà quan sát cái thao tác của mình đó mà không hiểu cái vấn đề phần nào á, thì cứ để lại comment trên video đó, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp luôn ha. Nhất là các bạn mới học nghề sửa điện thoại. Đó. Ở đây mình làm tương tự, mình tiến hành mình khò ngược. Các bạn hạn chế để cái đầu khò sát cái main bo ha, tại vì bo này bo mỏng quá, nó dễ bị phù, bị phồng. Nên mình đỡ ra một khoảng cách xa xa vào. Mình khò nó im da nhiệt cho từ từ, nhưng mà nó an toàn cái bo của mình. Còn nhiều bạn để sát dí sát cái đây nè, nó sẽ dễ làm phù bo, phồng bo. Đối với bo mỏng á, là hay bị vậy. Thỉnh thoảng mình đá chân ha, dùng cái nhíp á, mình đá chân thử coi chì nó lỏng hay chưa. Nó lỏng là mình nhấc lên, còn nếu chưa lỏng á, thì mình cứ tiếp tục mình khò. Đó, mình đã nhấc ra cái chân sạc cũ rồi, mình tiến hành mình thay bỏ chân sạc mới vô thôi. Ở đây mình quan sát thêm một lần nữa là cái đối với những cái bo mạch như này á, mà nó chân chì mát á, nó bị thiếu á, thì mình đắp thêm ha, hoặc là những cái chân chì nó bị khuyết á, thì mình mới đắp thêm để cho tiếp xúc nó tốt. Đây, những vị trí như thế này nè, các bạn nghiêng, nhìn nghiêng nè, thấy nó ok thì thôi, mình khỏi cần đắp. Còn trường hợp á, mà nó thiếu chì thì mình phải lấy cái mỏ hàn, mình xi lên cho nó đều chân. Rồi tiếp theo đây mình thấy ổn rồi, mình cho một ít mỡ hàn nữa. Đây là cái chân sạc lúc nãy mình đã vừa lấy từ bo sát ra ha. Rồi mình đặt vô đúng vị trí của nó thôi. Đó, mình khò ngược một xíu, rồi mình đá chân, chỉnh sao cho cái chân sạc này nó thẳng một tí là ok. Cái chân chì của nó tự tìm nhau ha, mình cho nhựa thông mà mình đá chút xíu là ok. Rồi, như vậy đã được rồi nha. Xong rồi. Mình để nguội một chút xíu nữa, rồi mình tắt cái máy khò đi. Sau đó mình sẽ vệ sinh lại cái chân sạc này là xong. Trước khi vệ sinh đó, mình phải quan sát lại cái chân sạc mình đã làm á,
coi nó có bị xô lệch hay không, đúng vị trí hay không ha. Nhiều bạn á mà làm mới tập đóng cái chân sạc hoặc là chưa quen tay á thì cái chân sạc của mình nó xô lệch ha. Yêu cầu ở đây á là bốn cái chân ngay góc của nó nè phải bám sát trên bo ha, có cái chì dính lên, đồng thời mấy cái chân phía dưới này á nó không bị xô lệch, nó phải thẳng hàng. Khi mà mình quan sát mọi thứ đã ổn rồi thì giờ mình tiến hành mình vệ sinh lại. Mình dùng bàn chải nha, quay xăng rửa bo mình sẽ vệ sinh lại. Đây mình dùng cái bàn chải như thế này, rồi mình lấy ít xăng rửa bo mình chấm vào đây mà mình vệ sinh lại. Vệ sinh toàn bộ, tại vì cái mỡ hàng nhựa thông á nó bám ở đây nè, mình vệ sinh cho sạch sẽ lại ha. Đó, như vậy là đã xong quá trình thay cái chân sạc này đã thành công rồi. Mình tiến hành mình cắm điện vô mình kiểm tra thôi là ok. Mình cũng dùng một cái giắc sạc ha, mình cắm vô cái chân sạc mình vừa thay ha. Rồi mình sẽ đo được cái điện áp đầu ra của cái chân sạc này. Khi mà nó có điện áp á, thì cái đầu ra trên chân pin này nó cũng có điện áp để nó sạc cho cục pin của nó. Mình sẽ tiến hành mình đo. Ở đây mình có thể đo trực tiếp trên cái tụ này cũng được. Đây là mát của chân sạc ha, mình đo được trên tụ này. Đây như vậy là có cái điện áp ra rồi nha, nó khoảng 5,1V. Rồi mình tiến hành mình đo cái chân B-side của nó. B-side của nó là khoảng 1,16V là ok. Và cái chân cộng của battery dùng để có sạc cho cục pin á là 4,1V là xong ha. Nó có B-side là chân giữa và nó có điện áp ngõ ra sạc cho cục pin. Cục pin của mình đó là 3,7 đến 4,2V, ở đây nó ra 4,1V là xong, là có cái điện áp sạc ha. Lúc này thì mình đã thay cái chân sạc là ok rồi, mình tiến hành mình ráp máy thôi. Gắn lại màn hình vô. Trường hợp cái màn hình này nó dơ thì mình lấy khăn mình lau cho nó sạch, đừng có để cho nó dính bụi. Màn hình nó sạch, nó bóng loáng như thế này thì mình ráp vô. Mình lấy cái vỏ sườn mình ráp. Bóp vô cho nó khớp mấy cái ngàm của nó. Rồi mình tiến hành mình gắn cái màn hình vô cover phone mặt phía trước vô. Gắn ốc nó là xong. Thì cách thay thế này á rất là đơn giản. Các bạn nào ở nhà mà muốn thực tập á thì
thì mình cũng tập đóng đóng thay giắc sạc. Nói chung là cái này cơ bản. Rồi thay socket màn hình. Nói chung hoàn toàn là trong tầm tay của mình thôi, không có khó lắm. Đó, siết chặt ốc rồi, xong. Mình cắm sạc vô, mình test. Nó sẽ tự động nó bút lên. Đó, nó báo đang sạc nè. Thì lúc đầu á, cái tình trạng của máy á, là cắm sạc vô nó không báo gì á. Nó đã hư giấc sạc rồi. Còn cái này mình đã thay, tiến hành là thay giấc sạc mới ha. Báo đang sạc. Đó, như ở đây nó sẽ báo nó sạc pin là xong ha. Thì quá trình thay giấc sạc á, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết. Thì các bạn nào muốn biết thêm á, thì các bạn có thể để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Và video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.